Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Năm ngày 12 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin 10 nghị sĩ Đức nguy cơ dính hàng Vũ Hán trong chuyến công tác tới Việt Nam. Chuyến bay của hãng Việt Nam Airlines số hiệu VN0054 đã chở virus Vũ Hán về Nội Bài đã ảnh hưởng đến tận nước Đức. Từ bệnh nhân thứ 17 Nguyễn Hồng Nhung đã có thêm ít nhất 17 ca nhiễm khác. Trong đó có ca nhiễm thứ 31 là một người Anh đến ở khách sạn Sofitel Legan Metropole tại Hà Nội từ ngày 2 tháng 3 cho đến ngày 4 tháng 3, cùng thời điểm mà nhóm nghị sĩ Đức cũng ở lại tại khách sạn này. Đây là hình ảnh các nghị sĩ bang Sachsen-Anhalt của Cộng hòa Liên bang Đức đã đến làm việc tại Hà Nội trong cùng thời điểm đó. Hôm 9 tháng 3 năm 2020, tờ báo Đức Mitteldeutschland Zeitung đã đưa tin một đoàn nghị sĩ bang Sachsen-Anhalt, Cộng hòa Liên bang Đức gồm 20 người, trong đó có 10 nghị sĩ có thể đã tiếp xúc với virus Vũ Hán trong chuyến công du tới Việt Nam mới đây. Phái đoàn gần 20 người đến từ bang Sachsen-Anhalt, Đức đã ở khách sạn tại Hà Nội với hai khách du lịch người Anh cũng nhiễm virus Vũ Hán, vừa mới có kết quả xét nghiệm dương tính. Ông Thomas Lippmann, người lãnh đạo khối đảng Linh, tức là đảng cánh tả tại nghị viện, đã cho biết như vậy. Đó là một bệnh nhân nhiễm viêm phổi Vũ Hán thứ 31 ở Việt Nam. Ông ta tên là Neva Kevin, 49 tuổi, quốc tịch Anh. Ngày 2 tháng 3, ông và vợ ông nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay Nội Bài, Hà Nội trên chuyến bay của hãng hàng không Việt Nam số VN0054. Ông ngồi ở ghế số 3D cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 Nguyễn Hồng Nhung và bệnh nhân thứ 21 Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi tới nơi, vợ chồng du khách người Anh này đã đến cư trú tại khách sạn Sofitel Hà Nội từ ngày 2 tháng 3 cho đến ngày 4 tháng 3. Đúng vào thời điểm đó, phái đoàn của nghị sĩ Đức gồm 20 người cũng ở khách sạn 5 sao sang trọng này. Ông Lippmann, người lãnh đạo khối đảng Linh, cánh tả tại nghị viện, đã dựa vào các thông tin liên quan từ Bộ Ngoại giao Đức báo tin cho nghị viện, nói rằng khách sạn hiện đang bị cách ly. Đây là hình ảnh đăng trên báo Đức về hoạt động của đoàn nghị sĩ Đức tại Hà Nội trong cùng thời điểm đó. 10 nghị sĩ của các khối đảng cùng với 10 nhân viên của nghị viện bang Sachsen-Anhalt đã đi công du Việt Nam trong thời gian gần một tuần mới trở về Đức hôm thứ Bảy ngày 7 tháng 3 năm 2020. Các nhân vật nổi bật nhất trong phái đoàn là ông Wurz Kakle thuộc đảng Linh, Phó Chủ tịch Nghị viện bang, và ông Stefan Gebhardt, Chủ tịch đảng Linh, đảng cánh tả của bang này. Được biết đảng này cũng là một đảng rất thân thiện với nhà cầm quyền Cộng sản ở Việt Nam. Bài báo cho hay hiện nay tất cả 20 người trong đoàn đều không có triệu chứng gì. Nữ phát ngôn viên của nghị viện Ursula Luckmeier đã cho biết như vậy. Nghị viện cũng đã được thông báo về sự nghi ngờ này vào sáng thứ Hai, ngày 9 tháng 3 năm 2020. Để đề phòng, các thành viên phái đoàn được cho nghỉ ở nhà. Đây chỉ là một biện pháp phòng ngừa, nữ phát ngôn viên đã nhấn mạnh như vậy. Hôm thứ Hai, ngày 9 tháng 3, nghị viện Sachsen-Anhalt đã không bình luận về vụ việc này, nhưng để phòng ngừa, khối đảng Linh đã hủy bỏ lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 tại nghị viện bang và các lịch hẹn khác. Thông báo được đưa ra cho biết, chúng tôi cho rằng có rất ít nguy cơ nhiễm bệnh. Lãnh đạo khối đảng cánh tả Lippmann đã nói như vậy. Nhưng để chắc chắn an toàn, các nghị sĩ đảng cánh tả KH và KL cũng như một số nhân viên của khối đảng Linh hiện muốn được xét nghiệm. Phường Tràng Tiền yêu cầu khách sạn Metropole cách ly khu vực khách sạn. Toàn bộ nhân viên và khách sạn, hành khách đến tạm trú, lưu trú ở khách sạn sẽ không nhận khách mới và lưu trú từ ngày 22 giờ ngày 8 tháng 3 năm 2020 cho đến khi kết thúc quá trình cách ly theo đúng quy định. Và ca nhiễm virus Vũ Hán thứ 31 đã được xác định hôm 9 tháng 3 tại Việt Nam là du khách Anh trên chuyến bay VN0054 cùng với bệnh nhân thứ 17 Nguyễn Hồng Nhung. Đây là hình ảnh khách sạn Metropole Hà Nội
nơi phái đoàn Đức lưu trú cùng thời gian bệnh nhân thứ 31 người Anh cũng đang ở đây. 18 giờ chiều ngày 9 tháng 3, Bộ Y tế đã công bố thêm ca bệnh viêm phổi Vũ Hán tại Việt Nam. Đây là ca bệnh thứ 31 tại Việt Nam và số người bị viêm ngày càng lớn, càng tăng hàng ngày. Theo thông tin từ Viện Pasteur Nha Trang, bệnh nhân nam 49 tuổi, quốc tịch Anh, cùng đi trên chuyến bay VN0054 đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus viêm phổi Vũ Hán. Mẫu bệnh phẩm này được Trung tâm Kiểm soát Bệnh Quảng Nam gửi đi xét nghiệm. Hiện tại, bệnh nhân đang được điều trị tại Quảng Nam và có tình trạng sức khỏe ổn định. Theo Bộ Y tế, trước bệnh nhân thứ 31 này có 11 trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam ngày 2 tháng 3 trên chuyến bay VN0054 của Vietnam Airlines. Trong đó có bệnh nhân thứ 17 tại Việt Nam nhiễm viêm phổi Vũ Hán là một cô phụ nữ 26 tuổi, tạm trú tại phố Trúc Bạch, Hà Nội. Hai người lây nhiễm thứ phát từ bệnh nhân thứ 17 này cư trú tại phố Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình. Với ca bệnh vừa công bố, thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có 15 ca phát hiện mới kể từ khi xuất hiện ca thứ 17 tại Hà Nội, tính từ tối ngày 6 tháng 3 và số lượng những người lây nhiễm ngày càng tăng. Và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Đinh Hồng Phong vừa thông tin chính thức về việc phong tỏa khách sạn Metropole Hà Nội trong vòng 14 ngày. Đây là hình ảnh khách sạn Metropole Hà Nội ngưng nhận khách để phục vụ công tác phun khử khuẩn. Theo ông Đinh Hồng Phong, thông tin trên là không chính xác. Việc lập hàng rào sáng ngày 9 tháng 3 tại khách sạn Metropole Hà Nội để phục vụ công tác phun khử khuẩn hoàn toàn chưa có quyết định cách ly hay phong tỏa khách sạn trong 14 ngày. Hiện tại, Hoàn Kiếm đang khẩn trương tiến hành rà soát phân loại, lập danh sách thu thập thông tin về quá trình hoạt động, di chuyển, hai du khách này đã tiếp xúc với những người nào trong khách sạn thời gian từ ngày 2 tháng 3 đến nay. Vị này cũng thông tin hai du khách từng lưu trú tại khách sạn Metropole từ ngày 2 tháng 3 đến ngày 5 tháng 3 được xác nhận là dương tính với virus viêm phổi Vũ Hán. Trước đó, cả hai du khách này đều có mặt trên chuyến bay số hiệu VN0054. Hiện 11 khách trên chuyến máy bay này dương tính với viêm phổi Vũ Hán, trong đó có 2 người Việt Nam và 9 người nước ngoài. Việc dựng hàng rào xung quanh khách sạn Metropole Hà Nội sáng ngày 9 tháng 3 để tiến hành công tác khử khuẩn. Khách sạn Metropole có 2 hành khách là Dioxit, sinh năm 1946 và Baker, sinh năm 1953, đã lưu trú tại khách sạn từ ngày 2 tháng 3 cho đến ngày 5 tháng 3 có kết quả dương tính với viêm phổi Vũ Hán. Và cũng chiều ngày 11 tháng 3, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã phải thốt lên đầy lo lắng khi đã có tới 15 người bị nhiễm virus Vũ Hán trên tổng số 21 người ngồi khoang hạng C trên chuyến máy bay định mệnh VN0054. Đây là hình ảnh được ghi nhận chiều ngày 11 tháng 3 năm 2020. Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán của thành phố Hà Nội đã họp dưới sự chủ trì của Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Ông Nguyễn Đức Chung cũng cho biết thêm, cho đến nay, xác định ở hạng C của chuyến máy bay Việt Nam 0054 là có 15 trên tổng số 21 người đã dương tính với viêm phổi Vũ Hán. Có một người ngồi hạng Economy là dương tính, vì sau khi xác định, sau khi xuống máy bay, có đi cùng với người ngồi ở khoang hạng C, về ăn ở cùng và du lịch cùng ở Quảng Ninh thì lây nhiễm. Chủ tịch Hà Nội nhận định nguy cơ lây nhiễm tại Hà Nội có nhiều hướng, có chiều hướng hơn và xác suất rất lớn. Hướng chính vẫn là từ sân bay Nội Bài, vì hàng ngày vẫn có tiếp tục tiếp nhận khoảng từ 5 đến 6 ngàn du khách từ tất cả các nước, có cả những khách đến từ vùng tâm dịch. Thứ hai là từ các đường bay nội địa, transit khách quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, nhưng du lịch ở các nơi. Thứ ba là đến Hà Nội bằng con đường liên quan đến tour du lịch bằng tàu hỏa, xe khách và đường bộ. Và tình trạng nghiêm trọng cũng đến mức, đến hôm 11 tháng 3, Tổ chức Y tế Thế giới đã buộc phải công bố virus Vũ Hán đã trở thành đại dịch toàn cầu. Đây là hình ảnh của ông Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom. Phát biểu tại cuộc họp báo thường nhật tại Geneva tối 11 tháng 3 năm 2020,
theo giờ Việt Nam, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom cho biết, tính đến thời điểm hiện nay, virus viêm phổi của Vũ Hán đã tấn công 114 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, lây nhiễm cho hơn 118.000 người và cướp đi sinh mạng của ít nhất 4.291 người, chủ yếu là từ Trung Quốc đại lục. Ông cũng nhấn mạnh thêm, Tổ chức Y tế Thế giới đã liên tục đánh giá sự bùng phát của bệnh và chúng tôi vô cùng quan ngại, cả về mức độ lây lan đáng báo động và tính nghiêm trọng của bệnh cũng như mức độ thiếu hành động ứng phó đáng cảnh báo. Chúng tôi do đó đánh giá viêm phổi Vũ Hán hội đủ các đặc điểm là đại dịch. Và điều vô cùng nguy hiểm đó là virus viêm phổi Vũ Hán đã biến chủng. Đáng chú ý về biến đổi gen, tại Italy, Ý đã xác định đồng thời có 4 biến chủng của virus viêm phổi Vũ Hán, khác với chủng của virus đã được xác định tại Vũ Hán, Trung Quốc từ lúc khởi đầu. Bên cạnh đó, ghi nhận bệnh nhân số 17 từ Italy về Việt Nam và bệnh nhân số 20 lây nhiễm từ bệnh nhân số 17 có biểu hiện viêm phổi rõ nét, bao gồm viêm phổi kẽ. Biểu hiện bệnh cũng nặng hơn so với bệnh nhân đến từ Anh có triệu chứng mờ nhạt. Và cũng được biết nhóm 10 nghị sĩ Đức sang Việt Nam lần này đều là những người đứng đầu của đảng phái cánh tả, vốn rất thân cận với nhà cầm quyền Cộng sản tại Hà Nội. Đây có lẽ là chuyến đi nhớ đời đối với họ khi đến móc nối làm ăn với một thể chế độc tài toàn trị. Và nếu có thái độ làm ngơ về tình trạng vi phạm nhân quyền tồi tệ về Việt Nam, thì cuối cùng họ đã được Đảng Cộng sản tặng cho món quà chết người đem về quê hương nước Đức. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay thứ Năm, ngày 12 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa, Thời báo.de.